Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến dự. Năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quán triệt học tập trong cán bộ đảng viên, quần chúng và công nhân lao động về nội dung chỉ thị số 05 cũng như kết luận số 01 của Bộ Chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Từ đó có những việc làm phù hợp với điều kiện đặc điểm tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Nổi bật là phát huy vai trò tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy cơ quan gắn với nói đi đôi với làm, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua về năng suất chất lượng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Từ đó phát hiện nhiều nhân tố điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ với những việc làm thiết thực như đóng góp hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 cùng các hoạt động an sinh xã hội khác với tổng trị giá khoảng 96 tỷ đồng. Dịp này, Đảng ủy khối biểu dương khen thưởng 15 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.